Trong Ngự Giao Kỳ Giữa Quân Sơ Tương Thức, ai mới là nhân vật đáng thương nhất? Các nhân vật trong Ngự Giao Kỳ Giữa Quân Sơ Tương Thức dù độc ác hay tốt bụng cũng đều có điểm đáng thương. Ngự Giao Kỳ hiện đang là một bộ phim cổ trang huyền huyễn, nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Bộ phim đã nhận được nhiều phản hồi tốt về cả nội dung, kỹ xảo và tạo hình của dàn diễn viên. Mới đây, Shoku, đơn vị phát sóng độc quyền, đã bất ngờ đăng một bài viết với nội dung: xin hỏi trong những nhân vật dưới đây, ai là người thảm nhất? Bài viết này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Kỷ Vân Hòa. Kỷ Vân Hòa địch đại Nhật Ba bề ngoài là một nữ ngự yêu sư xinh đẹp, tài giỏi, cực kỳ thông minh của Vạn Hoa Cốc. Thế nhưng thực chất cô lại mang trong mình một số phận đáng thương. Từ nhỏ, Kỷ Vân Hòa đã mồ côi cha mẹ, được đem về Vạn Hoa Cốc làm ngự yêu sư. Tại đây cô bị cốc chủ Lâm Thương La lợi dụng để đào tạo con trai, bị ép uống đan dược, hóa thành hồ yêu và còn bị kiểm soát bởi Hàn Băng. Không những vậy, khi gặp được người mình yêu là Trường Ý Nhậm Gia Luân, Kỷ Vân Hòa bị ép phải trở mặt thành thù. Bị người yêu hiểu lầm chưa đủ, nàng người yêu sư còn bị Thuận Đức và Tiên Sư giam cầm để luyện thuốc khiến cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng. Số phận của Kỷ Vân Hòa đã khiến bao người phải rơi nước mắt. Trường Ý Nhậm Gia Luân vốn là người cá ở Đông Hải, nhưng không may lại bị Thuận Đức bắt giam tại Vạn Hoa Cốc. Tại đây anh chàng phải chịu đủ mọi khổ hình, cho đến khi may mắn gặp được Kỷ Vân Hòa, nảy sinh tình cảm với cô. Để cứu người yêu, Trường Ý không tiếc, chấp nhận việc cắt đuôi cá khiến cả đời không thể trở về nhà. Tuy nhiên đáng thương nhất của Trường Ý là sau này lại bị Vân Hòa phản bội. Không những bị đâm một đao, chàng cá còn bị người yêu đẩy xuống vực sâu. Vì không biết nỗi khổ của Vân Hòa nên sau này Trường Ý đã làm nhiều chuyện giày vò cô gái mình yêu tha thiết. So với Kỷ Vân Hòa, nhân vật Trường Ý của Nhậm Gia Luân cũng có nhiều bi kịch chẳng kém. Thuận Đức Tiên Cơ. Trong bộ phim Ngự Giao Kỳ Giữa Quân Sơ Tương Thức, Quách Hiểu Đình đảm nhận vai ác nữ Thuận Đức Tiên Cơ. Đây là nhân vật đã bắt giam Trường Ý và đem nhốt Kỷ Vân Hòa để luyện thuốc. Tuy ác là vậy nhưng thực tế Thuận Đức cũng là một kẻ vô cùng đáng thương. Ngay từ khi sinh ra, Thuận Đức đã bị tiên sư coi là thể nhân, phải chịu sự trói buộc cũng như giam cầm. Sau này vì gây ra quá nhiều tội ác, ác nữ này đã bị Kỷ Vân Hòa hủy dung. Nhiều khán giả bày tỏ sự thông cảm với nhân vật này vì ngay khi còn nhỏ đã bị tiên sư trói buộc nên sinh ra bản tính ngông cuồng độc ác. Tuyết Tam Nguyệt. Tuyết Tam Nguyệt Phạm Trinh là nữ ngự yêu sư mạnh nhất của Vạn Hoa Cốc. Cô lớn lên với sự tin tưởng và phục tùng cốc chủ Lâm Thương Lan tuyệt đối. Phải đến khi được Kỷ Vân Hòa cho biết sự thật, Tuyết Tam Nguyệt mới nhận ra bản thân đã bị lợi dụng trong suốt những năm qua. Nhưng điều khiến Tuyết Tam Nguyệt đau khổ nhất chính là chứng kiến sự ra đi của người yêu ly thù. Khoảnh khắc ly thù tan biển đã khiến một người mạnh mẽ như Tuyết Tam Nguyệt cũng phải sụp đổ. Vốn là một couple đẹp đôi, thế nhưng việc ly thù ra đi mãi mãi khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Lâm Hạo Thanh Tiêu Thuận Nghiêu sinh ra là thiếu chủ của Vạn Hoa Cốc dưới một người trên vạn người. Bề ngoài được mọi người kính trọng, thuộc hạ vâng lời, nhưng trên thực tế Lâm Hạo Thanh lại bị chính cha mình, Lâm Thương Lan kìm hãm. Từ nhỏ Lâm Hạo Thanh đã bị cha mình ép trở thành người giỏi nhất, anh chàng cũng không được phép gặp bạn bè, thậm chí còn phải đối đầu với người mình thích là Kỷ Vân Hòa. Số phận của Lâm Hạo Thanh luôn bị kìm kẹp bởi cha mình, chính vì vậy anh chàng đã nung nấu ý định giải phóng Vạn Hoa Cốc khỏi tay Lâm Thương Lan. Theo như nguyên tắc Ngự Giao Kỳ Giữa Quân Sơ Tương Thức, những nhân vật trên đây có điểm đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. Tất cả đều có một điểm chung, đó là bị kẻ khác giam cầm kìm hãm, nên luôn mong muốn được giải thoát và sống đời tự do. Vậy bạn thấy đâu là nhân vật đáng thương nhất trong bộ phim? Hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!